sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cha mất khi chưa kịp lên sóng Shark Tank, ba con tiếp quản công ty để hoàn thành ước mơ của cha. Vào tháng 10 năm 2018, Clay Jung, Kristen Jung và Kira Jung, lúc đó lần lượt 24, 20 và 14 tuổi, đã giới thiệu với các nhà đầu tư nổi tiếng của Shark Tank bộ sản phẩm Cardboard Pro, một thớt kèm khay để đựng thực phẩm. Họ đã đạt thỏa thuận chung hiếm hoi với cả 5 nhà đầu tư trong chương trình, của Mark Cuban, Larry Rayner, Damon John, Kevin O'Leary và cá mập khách mời Matt Hutchins, người đồng sáng lập quỹ đầu tư RSA Ventures. 5 tỷ phú cho khoản đầu tư 100.000 đô la Mỹ cho 20% doanh nghiệp. Trong vài phút sau khi chương trình lên sóng, anh em nhà Young đã bán tất cả 2.000 sản phẩm trong kho và câu chuyện thành công của họ vẫn tiếp tục ly kỳ. Trong lần xuất hiện thứ 2 trên Shark Tank để cập nhật thông tin về các startup tham gia chương trình, ba anh em nhà Young công bố một thỏa thuận với công ty đầu bếp Williams Sonoma tại thành phố San Francisco để thiết kế lại sản phẩm, khiến nó mỏng hơn so với phiên bản gốc. Chúng tôi chưa bao giờ có một vụ đầu tư như vậy trong Shark Tank. Động lực thôi thúc cả năm nhà đầu tư là việc chúng tôi muốn trả ơn đời, tỷ phú Kevin O'Leary phát biểu trong chương trình. Williams Sonoma muốn phân phối thớt Cardboard Pro qua hệ thống bán lẻ và trang web của công ty với giá 59,99 đô la Mỹ, bằng giá bán lẻ trên thị trường. Cuộc đời bất hạnh và ước mơ dang dở của người cha. Mặc dù ưu điểm của Cardboard Pro là sản phẩm gọn, nhẹ và cần thiết với mọi gia đình, song câu chuyện khởi nghiệp của ba anh chị em mới là yếu tố khiến các nhà đầu tư cảm động. Cha của họ, Kei Jung, là lính cứu hỏa ở thành phố New York. Ông sáng chế thớt Cardboard Pro vài năm trước khi ông còn làm đầu bếp trong đồn cứu hỏa. Sáng chế ấy giúp ông đoạt 3 giải thưởng trong các cuộc thi ẩm thực Food Network. Kev quyết định sản xuất thớt Cardboard Pro để bán, nhưng bi kịch liên tiếp giáng xuống khiến ông bỏ dở hành trình khởi nghiệp. Đầu tiên, bác sĩ phát hiện rằng vợ ông, Elizabeth, mắc ung thư vú. Trước đó, bà điều hành một studio ở thành phố New York. Trong thời gian bà điều trị, anh con cả Clay điều hành studio. Năm 2012, Elizabeth qua đời. Sau đó, bác sĩ chuẩn đoán Kate mắc chứng sarcoma mô mềm, một dạng ung thư rất hiếm. Kate mắc ung thư do tham gia hoạt động dập lửa và cứu người trong vụ khủng bố tòa tháp đôi ở New York bằng máy bay chở khách hôm 11 tháng 9 năm 2001. Người lính cứu hỏa chỉ kịp sản xuất một lô thớt rồi qua đời vào tháng 3 năm 2018. Sau sự ra đi của ông, ba người con quyết định tiếp tục hành trình kinh doanh mà ông để lại, đồng thời đề ra mục tiêu thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời ông, lên sóng Shark Tank. Rất khó để hình dung hoàn cảnh của ba đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ rồi phải tự nuôi nhau. Nhưng họ sẽ không bao giờ phải làm thuê cho ai và có lẽ đó cũng là mơ ước của người cha, tỷ phú Matt Hutchins bình luận. Sau khi ba anh em nhà Young xuất hiện trên Shark Tank lần thứ hai, hàng nghìn người đã gửi email tới họ để mua sản phẩm, đồng thời quyên góp tiền cho Sở Cứu Hỏa New York để giúp những lính cứu hỏa giống như cha họ. Trước đó, ba con của lính cứu hỏa Kate Young đã phát động chiến dịch quyên góp cho Sở Cứu Hỏa New York để giúp đỡ lính cứu hỏa mắc ung thư. Ban đầu, họ chỉ đặt mục tiêu huy động 25.000 đô la Mỹ, nhưng cuối cùng thu về hơn 41.000 đô la Mỹ. Họ đã trao số tiền ấy cho Sở Cứu Hỏa New York với sự chứng kiến của các nhà đầu tư. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau và trở nên mạnh mẽ hơn sau những mất mát. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì có thể tiếp tục giấc mơ của cha và chia sẻ câu chuyện của gia đình với mọi người khắp thế giới, Clay phát biểu. Từ Nhạc Dương, theo Vietnambiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.